Sa phối khí. Đúng như các bạn đã biết thì anh Hoài Sa là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam về mặt Academy hay là về mặt tâm hồn, anh cũng đều ở cái vị trí cao nhất, mà cộng với lại cái tuổi đời thì lại trẻ. Vì thế cho nên ở đó nó được cộng hưởng những cái điều tốt đẹp nhất cho âm nhạc. Và Hồng Nhung lại may mắn đã được làm việc với Hoài Sa trong một cái quá trình khá là dài, gần 20 năm nay, nên chúng tôi rất là hiểu nhau về cả những cả trong nghệ thuật cũng như là trong cách thể hiện tâm hồn. Vì thế lần này với ba bài hát mang hương sắc của hoa, của người phụ nữ và của cuộc đời tươi đẹp, trong đó có cả sáng tác của anh Trịnh Công Sơn, sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến và của Lã Văn Cường, sẽ có những cái màu sắc rất khác nhau để thể hiện một cái đời sống mà nó đầy hương sắc và đáng yêu. Dạ, như chị nói thì cái nhau sự phát tác như chị và Hoài Sa đã 20 năm đi, mà hai người có áp lực là có từng gì đạo làm mới mình so với nhìn đã từng làm với ba bài hát đó không ạ? Có, chính xác. Thứ nhất là ba bài hát này, trong đó ví dụ như Vườn Yêu là một trong những cái, hay là Đóa Hoa Vô Thường chẳng hạn, thì đó là cái hit của Hồng Nhung thời mà còn gọi là làn sóng xanh đấy, là trở thành top 10. Và bản thân Hồng Nhung là một trong những ca sĩ rất may mắn, bởi vì âm nhạc của mình không phải chỉ có cái giá trị về thời trang, tức là nó thức thời ngay lúc đó, mà nó còn có cái giá trị tồn tại cùng với thời gian. Bởi vì Hồng Nhung hát nhạc của các nhạc sĩ có cái tính như là kinh điển của âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung của Việt Nam, văn hóa. Ví dụ như âm nhạc của anh Trịnh Công Sơn thì Vườn Yêu trước đây đã được từng được phối bởi anh Đức Trí, và có cái tính nó hơi funk, thì lần này anh Hoài Sa sẽ làm một cái bản phối mới hẳn luôn. Hay với Đóa Hoa Vô Thường là điều có thể nói là thách thức lớn nhất đối với không chỉ chương trình này riêng mà trong tất cả âm nhạc nhẹ Việt Nam nói chung, vì Đóa Hoa Vô Thường không phải chỉ là một ca khúc. Đây là trường ca của anh Trịnh Công Sơn, trường ca duy nhất mà trước Trịnh Khánh Ly thì không có ai hát cả, và mãi đến sau này thì anh Trịnh Công Sơn mới đề nghị Hồng Nhung hát, và được hồi đó là anh bảo trợ phối khí và được đạo diễn Phạm Hoàng Nam quay thành một cái music video rất là dài 12 phút. Thì tới đây sẽ là một cái thách thức cho cả nhạc sĩ và ca sĩ sẽ thể hiện bài hát này theo một cái kiểu nó khác đi. Làm thế nào để cái Đóa Hoa Vô Thường này nó có thể là gần gũi hơn đối với người nghe, để làm sao mà Đóa Hoa Vô Thường này nghe xong người ta có thể rung rưng cảm động, và giống như trong mỗi người có thể nở được một cái nụ hoa vô thường. Dạ em hỏi cuối cùng là tại vì âm nhạc của con lần này có hứa hẹn một cái thời trang rất là hấp dẫn, tức là mỗi người phụ nữ, mỗi người tham gia chương trình đại diện cho một loài hoa khác nhau, thì quý chị có kỳ vọng gì về cái thời trang trình diễn trong cái đêm nhạc này không ạ? Chương trình Son vốn là luôn luôn được dàn dựng để hướng tới cái đẹp, như Hồng Nhung nói, là cái đẹp trong rất nhiều khía cạnh khác nhau, trong nghệ thuật, trong cái cách thể hiện tâm hồn, và cả cái đẹp mà gọi là rất là hoành tráng ở ngay trước mắt. Thì Hồng Nhung tin tưởng vào đạo diễn cũng như những người cùng xây dựng chương trình sẽ đưa ra, như là Hồng Nhung được giới thiệu là bộ sưu tập rất rực rỡ của anh Hoàng Hải, và bản thân anh là đã từng thiết kế cho các hoa hậu nước ngoài này, các hoa hậu Việt Nam này, và hoa hậu Hồng Nhung đấy. Tức là hoa hậu của những người không được thi hoa hậu đấy. Thì với hai bộ trang phục mà Son lần trước Hồng Nhung được mặc và biểu diễn, thì cũng cảm thấy là mình được nâng cánh rất là nhiều, hưng phấn hơn khi mà hát về cái điều đẹp đẽ. Cho nên không có gì nghi ngờ cả là chương trình thời trang lần này chắc sẽ hút hồn, hút thần, và rất là, tất nhiên là phải rất bắt mắt đối với khán giả. Cảm ơn chị Nhung rất nhiều, chị sẽ làm cho chị ạ. Hay chưa? Hay sao? Đây chị cầm luôn đi.
đừng có lên nữa. Được chưa? Đây em chị. Giờ chưa đến đêm nhạc đã thấy run rồi, bởi vì lâu quá Tuấn không có đi dự họp báo. Gặp lại tất cả mọi người báo chí, đây là cái Tuấn thấy là Tuấn rất là may mắn khi được tham gia cái kế hoạch lớn lần này trong cái đại nhạc hội Son của Bernard. Hai Tuấn nghĩ là Bernard đến Việt Nam và làm cái chương trình rất là hoành tráng với nhiều sự đầu tư này là để tri ân cái đẹp và để tôn vinh những người mong muốn làm cho bản thân được đẹp. Thế thì Hải Tuấn hay là bất cứ một nam nghệ sĩ nào tham gia chương trình này thì chắc là Bernard và công chúng nhận ra là chúng tôi rất là trân trọng cái đẹp. Và vì vậy đối với một người đàn ông thì cái đó là cái vinh dự lớn nhất khi được nâng niu, trân trọng và được thưởng thức cái đẹp của cuộc sống. Và đặc biệt là lại bằng âm nhạc thì Hải Tuấn là một nghệ sĩ âm nhạc. Vì vậy nên là Hải Tuấn sẽ có nhiều thứ trên sân khấu để thể hiện cái sự trân trọng. Hải Tuấn thì có những bản ballad rất là lãng mạn. Và lần này thì giám đốc âm nhạc Hoài Sa có bàn với Hải Tuấn là làm sao để hát lại những bài hát mà mọi người đã yêu quý Hải Tuấn trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là sẽ có một vài bất ngờ nho nhỏ. Thế nhưng bất ngờ nho nhỏ thì Hải Tuấn chưa được nói ra ban tổ chức kiện. Tôi rất là ấn tượng với tất cả những nữ nghệ sĩ, những nữ ca sĩ được danh trong chương trình này, cũng giống như là hoa hậu Nhật Sang. Tôi nghĩ là Hải Tuấn trước đây chỉ được nhìn cô trên cuộc thi hoa hậu thế giới phải không ạ? Nhưng mà lần này thì sẽ hy vọng là được phép chụp hình của cô, bởi vì không phải ai cũng có cái vinh dự đó. Và Hải Tuấn nghĩ rằng là những giọng hát nữ trong chương trình lần này mà ban tổ chức mời thì toàn là những người hát hay. Ít nhất là mình được hát, mình lại được nghe người hát hay hát nữa. Cái đó là một cái may mắn. Cảm ơn. Cảm ơn. Và một lần nữa ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp sự có mặt đông đủ của tất cả các anh chị phóng viên Cao Báo Đài đã cùng đến đây và dành tình cảm cho Son cũng như là Bernard Việt Nam ạ. Và xin được giới thiệu với các anh chị những gương mặt các anh chị nghệ sĩ cũng như quý vị khách quý cũng hiện diện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ca sĩ Phạm Anh Duy. Xin được giới thiệu ca sĩ Nguyên Hà. Xin được giới thiệu diễn viên Bình Minh. Xin được đón chào doanh nhân Lê An Thơ. Xin được giới thiệu nhà báo Trung Minh Vũ. Và trước khi chúng ta cùng bắt đầu trò chuyện với lại quý vị trên sân khấu thì chúng ta hãy cùng dành một trọng tài thật lớn, thật dài để hâm nóng không khí của mình được không ạ? Tinh khôi thuần khiết sẽ là giống một đóa hoa lily trắng trong lòng của các thành mới của chương trình.
hoặc là cô hoa hậu Hoàng Vũ Rimori sẽ là một đóa hoa anh đào thanh khiết đến từ nước Nhật Bản. Thì đó là một cái phần khác biệt của song 3 so với song 1 và song 2. Đồng thời những ca sĩ nam trong chương trình cũng sẽ giống như bên cạnh những cái câu chuyện về âm nhạc thì cũng sẽ sự kết hợp cùng với những cái hiệu ứng về visual là thể hiện những cái bằng những cái ngôn ngữ của hội họa để từ những anh chàng ca sĩ có thể trở thành những chàng họa sĩ ba tình, si tình để thể hiện cái niềm đam mê, cái tình cảm của mình dành cho người phụ nữ đôi lúc chỉ vì vương vấn một cái mùi hương. Và đặc biệt thì hương theo hai tầng ý nghĩa, hương như cái loài hoa mang đến hương sắc cho đời, hương ở đây còn là nét duyên của người phụ nữ. Có một cái câu nói mà Long Trang khá là tâm đắc lần chương trình này, người ta nói là cuộc sống nếu mà không có tình yêu thì giống như một cái loài hoa mà không có hương thơm. Thì đây cũng chính là một cái món quà, một cái hương vị của tình yêu mà Mơ Nát rất là trân trọng mang đến cho khách hàng của mình, trao đến cho khán giả. Là một trong những gương mặt đại diện của Mơ Nát Việt Nam và vinh dự hơn nữa đã được đến Nhật Bản và đến thủ phủ của Mơ Nát Nhật Bản tại Nagoya, không chỉ viện nghiên cứu mà cả nhà máy sản xuất và cũng như được gặp gỡ với những ông giám đốc Mơ Nát quốc tế, tức là những là người giám đốc mà chuyên môn về tất cả các mê nát ở các nước khác ngoài nước Nhật. Và với chuyến đi thăm như vậy thì mình có được một cái hiểu biết về cái công sức, về cái trí tuệ mà rất nhiều những con người tài năng họ đã bỏ ra để tạo nên được những cái sản phẩm tinh khiết mà trước đây mình chỉ biết sử dụng và thấy rất hiệu quả thôi, mà không biết là không thấy sâu được là tại sao lại có được những cái sản phẩm tinh khiết và có cái hiệu tốt như vậy đối với sắc đẹp của phụ nữ. Và khi hiểu biết được hơn về cái phương châm của sản phẩm đó, viện bảo tàng với rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật mỹ thuật của rất nổi tiếng trên toàn thế giới, ví dụ như những tác phẩm của Picasso hay là Matisse hay là rất là nhiều các tác phẩm khác cộng với những tác phẩm rất nổi tiếng của Nhật Bản, thì mong muốn của bà là cũng phải giữ cho riêng mình, cho cái gia đình của mình để trở thành một cái kho tàng rất nhiều tiền chẳng hạn, mà ước mơ là được mở ra cho dân chúng, ai cũng có thể đến xem được và họ luân chuyển những bộ sưu tập này theo mùa. Và điều cảm động nhất là ông đã niệm bà ở ngay đài tưởng niệm, đúng hơn đã dựng cái đài tưởng niệm bà ở ngay trước cửa của viện bảo tàng để với ý rằng để cho bà thấy được những ai sẽ bước qua cái cầu đá đó để bước vào cái ngưỡng cửa mà thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật ở trong viện bảo tàng Milan. Nói ra sẽ rất là dài dòng nhưng mà cũng rất là tâm phục khẩu phục, không phải chỉ vì cái chất lượng tinh túy của sản phẩm mà vì cái phương châm làm đẹp, sống đẹp và chia sẻ cái sự đẹp đẽ đó. Vì thế cũng rất vinh dự được là một trong những gương mặt của Mơ Nát Việt Nam, và mỗi một lần được tham gia chương trình Son cùng với anh Long Can thì khi tôi xem lại thì nó vô cùng xúc động, bởi vì không ngờ là anh có thể biến hóa một cách khôn lường đến thế. Tức là từ vốn tự có chỉ có thế này thôi, yêu đây. tiếng nhà quê miền Bắc gọi là yêu đây, mà cuối cùng anh đã phóng tác trở đây thành một vẻ đẹp đúng là vô thường. Chính vì thế mà trong chương trình Hương này thì anh Hoài Sa và anh Hoàng Tam đã chọn cho Hương bài hát rất tuyệt vời. Thực ra là không phải là hát nữa mà là cái trường ca rất tuyệt vời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để được trình bày lại với một bản cố khí hoàn toàn mới của anh Hoài Sa, đó là Đóa Hoa Vô Thường. Chị Hương nói đi. Hành Tân chỉ biết là mình rất là vui, bởi vì bắt đầu từ năm ngoái thì ngoài việc được Mơ Nát mời tham gia chương trình này là cô rất là hoành tráng và rất là duy mỹ, thì Hải Tuấn được đồng hành với Mơ Nát lâu dài trong những vai trò khác,
ví dụ như là đại diện cho nam giới để đi tôn vinh cái đẹp chẳng hạn. Thế nhưng mà chưa đi Nhật giống như chị Hồng Nhung. Sẽ đi năm nay. Hai tôi chỉ biết rằng là hai tôi nghĩ là vẫn nghĩ là những cái duyên ở trong cuộc đời, ví dụ như là những người cùng nhìn thấy một đứa hoặc là nhìn về một đứa hoặc là tôn vinh một cái đẹp chung thì người ta sẽ gặp nhau, thì là ngày tôi rất là may mắn gặp được Vân Hát. Và đây là lần thứ hai Hải Tuấn tham gia chương trình nhạc hội Son của Vân Hát. Chỉ biết rằng là ban tổ chức của Vân Hát những con người Vân Hát Hải Tuấn rất được đọc, nó vượt lên khỏi sản phẩm về vật chất, nó không giống như là văn hóa của người Nhật Bản. Thương hiệu Vân Hát là thương hiệu Nhật Bản từ lâu năm, thì Hải Tuấn nhìn thấy trong đó sự chân thành, sự cầu toàn và sự chú đáo, rất rất chú đáo. Và họ Vân Hát đã chọn âm nhạc để thể hiện vượt ra khỏi vật chất của mình. Và rất may mắn là trong đội hình những nghệ sĩ âm nhạc tại Việt Nam thì Hải Tuấn được góp mặt. Cũng chưa biết là chương trình tại Hà Nội thì anh Hoài Sa sẽ cho hát cái gì. Thế nhưng mà chắc là những bài ballad rất là ngọt ngào mà giống như Hải Tuấn đại diện cho tất cả những người đàn ông đến đó để phát hiện, để nhìn ra tất cả những người phụ nữ xuất hiện trong hai nhân của đại nhạc hội Son là họ đều đẹp cả, họ đều đẹp theo cách của họ. Và giống như hồi nãy Hải Tuấn nhận được câu hỏi ở ngoài kia, ở ngoài lobby là vì sao anh thấy người phụ nữ bây giờ đẹp hơn hay là đẹp bằng ngày xưa, thì Hải Tuấn nói rằng là họ đẹp khác đi, bởi vì bây giờ họ làm chủ cuộc sống của họ và bất cứ ai cũng có quyền đẹp. Và nếu như mà những cái gì mà đáng lẽ ra là những người phụ nữ nhận được quà, những người đàn ông mà lỡ đâu chúng tôi vô tâm mà không có quà hay không có sô cô la hoa hồng thì cứ mặc đẹp lên và bước xuống phố, bởi vì ai đó mà khi đang chờ. Xin cảm ơn Hải Tuấn.